Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Máy bay phản lực Su-57 Falcon, 42 triệu USD của Nga lọt vào tay Ukraine, được cấp tốc đưa sang Hoa Kỳ. Các nguồn tin từ Kyiv chưa thể kiểm chứng độc lập cho rằng một chiếc máy bay Su-57 Falcon của Nga đã bị bắn rơi xuống sông Bakhmutka trong khu vực thành phố Bakhmut. Các nỗ lực trục vớt đã diễn ra cấp tốc và xác chiếc máy bay, mặc dù không còn nguyên vẹn, vẫn còn có thể nghiên cứu được, đã được cấp tốc đưa sang Ba Lan và từ đó sang Hoa Kỳ để giải mã các bí mật của Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình về loại máy bay này, nhan đề How Russia Su-57 Falcon Jets Compare to US F-35 F-22 Fighters, nghĩa là máy bay phản lực Su-57 Falcon của Nga so với máy bay chiến đấu F-35 F-22 của Mỹ như thế nào. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Nga khẳng định rằng các máy bay phản lực Su-57 Falcon hiện đại của họ đã xuất sắc phục vụ cho nỗ lực chiến tranh của mặt tư khoa ở Ukraine. Bất chấp những nghi ngờ của phương Tây về tần suất của máy bay này được triển khai ở quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Anh cho biết mặc dù rất có thể máy bay Su-57 đang hoạt động trên bầu trời Ukraine, nhưng các nhiệm vụ có thể đã được hoàn thành trên lãnh thổ Nga. Hoạt động từ căn cứ duy nhất được biết đến của họ ở tỉnh Astrakhan, phía nam nước Nga, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Điện Cẩm Linh có chính sách không thích rủi ro đối với những chiếc máy bay được đánh giá cao của họ, vì lo sợ sự xâm phạm công nghệ nhạy cảm. Nhà phân tích quân sự và chủ tịch của dự án Rock States, Harry Kazianis, đồng ý với đánh giá này, nói với Newsweek rằng ông nghi ngờ Putin dám gửi Su-57 đến Ukraine. Ông lập luận, nếu một chiếc Su-57 bị bắn rơi ở Ukraine, thì điều đó chứng tỏ chiếc máy bay đó không thực sự là một máy bay chiến đấu hàng đầu, giết chết mọi hy vọng bán được nó trên khắp thế giới. Máy bay phản lực Su-57 Falcon là gì? Su-57 đã được Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh dán nhãn là máy bay phản lực chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất của Nga, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Theo RAND Corporation, một cơ quan nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận, máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ bắt đầu được phát triển vào năm 2002 với hy vọng cạnh tranh với máy bay phản lực F-35 của Mỹ. Truyền thông nhà nước Nga ca ngợi sự xuất hiện của các máy bay phản lực Su-57 trong tay quân đội Nga vào năm 2020. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin rằng lực lượng không quân Nga sẽ nhận được 22 máy bay vào cuối năm 2024. Con số này sẽ tăng lên 76 chiếc vào 2028. Tuy nhiên, Kazianis tỏ ra nghi ngờ về những con số này, lập luận rằng ông không thấy Nga có thể chế tạo hơn 50 máy bay chiến đấu Su-57 do cạn kiệt tài chính trong cuộc chiến Ukraine và khả năng sản xuất hạn chế của Nga. Nhưng Su-57 thường được so sánh với các máy bay tàng hình của Mỹ như F-22 và F-35. Máy bay chiến đấu F-22 và F-35 là gì? Máy bay F-22 Raptor của Mỹ là máy bay phản lực tàng hình thế hệ thứ 5 được nhà sản xuất Lockheed Martin ca ngợi là chiếc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tốt nhất thế giới. Với chiều dài 62 feet và sải cánh 44,5 feet, F-22 lần đầu tiên cất cánh trên bầu trời vào năm 1997. Tuy nhiên, phổ biến nhất được so sánh với Su-57 là F-35, được Lockheed Martin mô tả là máy bay chiến đấu có khả năng sống sót cao nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới. Nhỏ hơn một chút với chiều dài 57,4 feet với sải cánh 35 feet, F-35 được Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân, tướng Charles Q. Brown Jr. đặt tên
là một phần quan trọng trong thiết kế lực lượng máy bay chiến đấu của chúng ta vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh chính. Kazianis lập luận rằng SU-57 không thực sự ngang ngửa với F-22 hay F-35 theo nghĩa truyền thống. Ở chỗ chúng ta phải thực sự đặt câu hỏi liệu chiếc máy bay này có thực sự là một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình hay không? Mặc dù SU-57 đại diện cho những gì tốt nhất của hàng không Nga và vượt xa khả năng của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như F-15 và F-16, nhưng nó không phải là đối thủ của F-22 hay F-35. Ông Kazianis nhấn mạnh rằng không đời nào Nga có bất kỳ lợi thế nào về công nghệ tàng hình, và cho biết SU-57 không thể sánh được với F-22 và F-35 về công nghệ, khả năng tàng hình, vũ khí và đào tạo phi công. Trừ khi Thế chiến thứ ba nổ ra hoặc Biden trao cho Ukraine máy bay chiến đấu F-22 hoặc F-35, tôi không thấy máy bay chiến đấu tàng hình tốt nhất của Mỹ đối đầu với SU-57 của Nga. Nếu điều đó xảy ra, SU-57 sẽ bị loại rất nhanh, ông nói. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh về chiến đấu cơ SU-57 Falcon của Nga. Giữa các tin đồn là Kyiv đã bắt được một chiến đấu cơ SU-57 Falcon. Hôm thứ Hai 9 tháng 9, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh có bài nhận định sau. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Kể từ ít nhất là tháng 6 năm 2022, lực lượng hàng không vũ trụ Nga gần như chắc chắn đã sử dụng SU-57 Falcon để thực hiện các nhiệm vụ chống lại Ukraine. Falcon là máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất của Nga, sử dụng các công nghệ tàng hình và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Các nhiệm vụ này có thể chỉ giới hạn ở việc bay trên lãnh thổ Nga, phóng hỏa tiễn không đối đất hoặc không đối không tầm xa vào Ukraine. Hình ảnh thương mại có sẵn gần đây cho thấy năm chiến đấu cơ Falcon đậu tại căn cứ không quân Astubinsk, nơi tổ chức trung tâm thử nghiệm chuyến bay thứ 929. Vì đây là căn cứ Falcon duy nhất được biết đến, những chiếc máy bay này có thể đã tham gia vào các hoạt động chống lại Ukraine. Nga rất có khả năng ưu tiên tránh thiệt hại về uy tín, giảm triển vọng xuất khẩu và lộ công nghệ nhạy cảm có thể xảy ra do bất kỳ tổn thất Falcon nào đối với Ukraine. Đây là triệu chứng của đường lối không thích rủi ro liên tục của Nga trong việc sử dụng lực lượng không quân của mình trong chiến tranh. Điện Cẩm Linh nói nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây sẽ kéo dài đau khổ cho người Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ gây thêm đau đớn và kéo dài đau khổ cho người dân Ukraine. Bình luận về quyết định của Pháp cung cấp các phương tiện chiến đấu bọc thép cho Ukraine, ông Peskov nói rằng khó có thể chỉ nói về các nguồn cung cấp của Pháp vì tập thể Âu Châu, Mỹ và NATO đã bơm hàng chục tỷ đô la vào Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí. Việc rào các khí tài chiến tranh này có thể gây thêm đau đớn cho người dân Ukraine, kéo dài sự đau khổ của họ. Nhưng về cơ bản, chúng không thể thay đổi bất cứ điều gì ở Ukraine, ông Peskov nói. Những nguồn cung cấp này không có khả năng làm gián đoạn việc đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt. Ông nói thêm, Mạc Tư Khoa đã liên tục gọi cuộc xâm lược Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Những diễn biến gần đây cho thấy, hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ đang gửi 40 xe tăng chiến đấu bộ binh Maderchow cho Ukraine.
Arne Kolak nói với các nhà báo rằng quân đội Đức sẵn sàng bắt đầu huấn luyện các binh sĩ Ukraine. Và tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine các phương tiện chiến đấu Bradley như một phần của gói hỗ trợ an ninh mới cho nước này khi gần đến lễ kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược. Gói hàng trị giá gần 3 tỷ USD là một trong những gói thiết bị quân sự lớn nhất mà ngũ giác đài gửi tới Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nó xảy ra khi Ukraine chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt vào mùa xuân khi thời tiết ấm lên. Nhiều người bày tỏ âu lo rằng việc Pháp, Đức, Hoa Kỳ đồng loạt gửi các khí tài chiến tranh hạng nặng cho Ukraine sẽ gây ra các phản ứng dữ dội từ phía Nga. Phản ứng của phát ngôn điện Cẩm Linh Dmitry Peskov xem ra là bất ngờ đối với nhiều người, theo nghĩa là nó quá nhẹ nhàng. Xe tăng Challenger của Vương quốc Anh là gì? Vũ khí phương Tây có thể tới Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề What are UK Challenger tanks, Western weapon that could go to Ukraine? Nghĩa là xe tăng Challenger của Vương quốc Anh là gì? Vũ khí phương Tây có thể tới Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Vương quốc Anh được cho là đang tìm cách cung cấp xe tăng cho Ukraine mà một chuyên gia quân sự nói với Newsweek có thể mang lại sự tăng cường đáng kể cho quân đội của Kyiv và thúc đẩy các nước khác tăng cường cung cấp vũ khí để chống lại sự xâm lược của Nga. Trích dẫn một nguồn tin Ukraine, Sky News của Anh đưa tin rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra để Vương quốc Anh cung cấp cho Kyiv 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của quân đội Anh đủ để trang bị cho một tiểu đoàn súng trường cơ giới. Glenn Grant, một nhà phân tích quân sự của Tổ chức An ninh Baltic, người đã chứng kiến những chiếc xe tăng này hoạt động trong các cuộc tập trận ở Anh, cho biết Challenger là một con quái vật đáng sợ. Quân đội Ukraine đang sử dụng các loại xe tăng từ thời Liên Xô như T-72, bao gồm cả các phương tiện được cung cấp bởi các đồng minh Đông Âu cũng sử dụng chúng. Các lực lượng Nga cũng chủ yếu sử dụng xe tăng thời chiến tranh lạnh. Nó sẽ không có các hệ thống bên trong giống như bất kỳ xe tăng nào của Liên Xô trước đây. Vì vậy, sẽ có một số bài học cần thiết nhưng họ sẽ làm điều đó, ông nói. Theo Grant, Challenger 2 sẽ được sử dụng hiệu quả nhất trong một nhóm thay vì tách riêng ra. Người ta hy vọng rằng Vương quốc Anh sẽ dạy họ chiến đấu như một nhóm xe tăng. Nếu họ đặt chúng vào một vị trí quan trọng mà họ muốn đột phá, thì bạn thực sự có thể thấy điều gì đó khá tích cực. Grant nói thêm, chúng nên được sử dụng là mũi nhọn, vì nếu chúng hướng tới những đội quân chưa từng thấy Challenger bao giờ hoặc chưa được huấn luyện kỹ lưỡng, họ sẽ bỏ chạy và sẽ không đứng xung quanh chờ những con quái vật này đến và tấn công họ. Được chế tạo bởi BAE System, chiếc xe tăng 4 người này đã từng tham gia hoạt động ở Bosnia và Kosovo và được triển khai hoạt động tích cực trong chiến dịch tự do Iraq. Nó có thể bắn nhiều loại đạn xe tăng 120 ly tiêu chuẩn NATO, tháp pháo và thân xe được bảo vệ bằng giáp chộp hàm thế hệ thứ hai, khiến nó trở thành một trong những xe tăng được bảo vệ tốt nhất trên thế giới. Theo Military Today, tờ báo cho biết, khẩu súng của Challenger tuyên bố đã tiêu diệt xe tăng đối phương ở khoảng cách xa nhất trong lịch sử, đánh bại một chiếc xe tăng Iraq ở cự ly 4 km trong chiến tranh vùng vịnh. Chính phủ của Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng động thái này có thể khiến các đồng minh khác trước đây thận trọng lo sợ Vladimir Putin giờ đây có thể có can đảm đáp lại lời kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí của Kyiv. Sky News đưa tin rằng Vương quốc Anh sẽ nằm trong nhóm khoảng 50 quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ họp vào ngày 20 tháng Giêng. Một thông báo về hỗ trợ mới, chẳng hạn như xe tăng, có thể được đưa ra vào thời điểm đó. Một nguồn tin Ukraine nói với hãng tin này rằng, việc cung cấp Challenger 2 có thể thúc đẩy Đức cung cấp xe tăng Leopard 2 mà Ukraine đã yêu cầu từ lâu. Warsaw và Helsinki đã báo hiệu rằng họ sẽ cung cấp xe tăng Leopard cho Kyiv, nhưng điều này cần có sự chấp thuận của Berlin vì Đức phải thông qua giấy phép xuất khẩu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phải đối mặt với những lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau thông báo của Pháp về việc gửi xe chiến đấu AMX-10RC. Trong một sự thay đổi chính sách,
Berlin tuần trước cho biết họ sẽ cung cấp Ukraine xe chiến đấu bộ binh Marder. Mỹ, nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, cho biết sẽ cung cấp cho Kyiv xe chiến đấu Bradley. Nga lo ngại sông đóng băng có thể mang đến cơ hội lớn cho Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia fears frozen river could hand Ukraine major opportunity report. Nghĩa là Nga lo ngại sông đóng băng có thể mang đến cơ hội lớn cho Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quân đội Ukraine có thể tận dụng mực nước sông Dnipro giảm mạnh để vượt qua chiến tuyến hiện tại ở Zaporizhia và bắt đầu hành động ở bất cứ đâu trên chiến tuyến phía nam này. Một quan chức trong chính quyền khu vực Ukraine do Nga hậu thuẫn cho biết. Nga cần sẵn sàng đề phòng lực lượng của Kyiv tiến lên nếu mặt sông đóng băng, như đã từng xảy ra trong quá khứ và có thể sẽ tái diễn trong những ngày tới. Vladimir Rogov, người đứng đầu tổ chức thân mặc tư khoa We Stand With Russia, cho biết hôm thứ Hai. Theo hãng thông tấn TASS do Cẩm Linh kiểm soát, Rogov nói với đài truyền hình nhà nước Nga rằng các lực lượng của Kyiv đã tạo ra sự sụt giảm mực nước thông qua việc đóng các âu thuyền thủy lực tại nhiều điểm khác nhau dọc theo sông Dnipro. Ông xác định chính xác nhà máy thủy điện Dnipro ở Zaporizhia, nhà máy thủy điện giữa ở phía bắc Zaporizhia và nhà máy thủy điện Kremenchuk giữa các thành phố trung tâm của Dnipro và Cherkasy. Tiền tuyến Zaporizhia từ lâu đã là mục tiêu của các cuộc pháo kích dữ dội và đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi các vụ nổ được báo cáo tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Enehoda, phía nam thành phố. Nga chiếm nhà máy điện và phần phía nam của vùng Zaporizhia, trong khi lực lượng Ukraine kiểm soát thành phố cùng tên và khu vực phía bắc của vùng. Sông Dnipro có chỗ rộng tới 10 dặm, tạo thành chướng ngại vật tự nhiên giữa lực lượng hai nước. Nó đi theo các thành phố chiến trường quan trọng ở phía nam và phía đông của Ukraine, từ thành phố Kherson ở Hắc Hải cho đến Zaporizhia và cuối cùng là đến Kyiv. Roman Kostenko, một cựu chiến binh trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm chống lại các lực lượng do Nga chỉ đạo ở Donbass và hiện là thành viên Quốc hội Ukraine, trước đây đã nói với Newsweek rằng rất khó để vượt sông trong bất kỳ thời tiết nào, đồng thời bổ sung vào tháng 12 năm 2012 rằng ông rất thích những nghi ngờ cho rằng Ukraine sẽ tìm cách gây áp lực ngay lập tức về phía đông qua sông Dnipro xung quanh Kherson mà lực lượng Ukraine đã giành lại vào mùa thu năm 2022. Nhưng khu vực Zaporizhia có thể là một triển vọng hứa hẹn hơn và sau đó là nền tảng để đẩy về phía nam xuống Dnipro tới Kherson. Thao túng mực nước sông Dnipro không phải là một ý tưởng xa lạ với cả hai bên. Thiếu tướng Andriy Kovachuk, người được giao nhiệm vụ lãnh đạo cuộc phản công của Ukraine ở Kherson vào mùa thu, đã xác nhận với The Washington Post rằng ông dự tính sẽ làm ngập sông khi lực lượng của Kyiv chiếm lại thành phố then chốt bên Hắc Hải. Tháng 11 vừa qua, quân đội Ukraine chiếm lại thành phố Kherson và đẩy lùi quân Nga sang bờ đông sông Dnipro. Nhưng việc mặc tư khoa rút lui sang bờ đối diện đã cung cấp cho quân đội của Điện Cẩm Linh một hàng rào phòng thủ tự nhiên ở Dnipro. Sau khi Nga rút lui về bờ đông sông Dnipro, Mike Martin thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London đã đề xuất trên Twitter rằng một cuộc tấn công từ khu vực Zaporizhia sẽ là một bước đi khôn ngoan hơn từ lực lượng Ukraine. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine để xin bình luận. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang phải trải qua những giờ khắc thử thách khó khăn. Và cũng xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã phải thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.